Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Văn Chu, thưa toàn thể gia quyến, căn cứ pháp lệnh cựu chiến binh Việt Nam, căn cứ hướng dẫn số 36 ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Hội cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức lễ phủ quân kỳ quyết thắng lên linh cữu đồng chí hội viên Hội cựu chiến binh Từ Trần, ban chấp hành Hội cựu chiến binh phường Châu Sơn tổ chức lễ phủ quân kỳ quyết thắng lên linh cữu đồng chí Nguyễn Văn Chu là hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam. Lễ phủ quân kỳ bắt đầu. Tiêu binh vào vị trí, thường bước. Chuẩn bị quân kỳ. Phủ quân kỳ. Phủ quân kỳ xong. Bên trái, bên phải, quay. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Dương Minh Thái, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Châu Sơn lên đọc lời viếng. Xin mời đồng chí. Lời viếng. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Văn Chu, thưa gia đình tang chủ, thưa toàn thể ban tang lễ, ban chấp hành Hội cựu chiến binh phường Châu Sơn nhận được tin báo đồng chí Nguyễn Văn Chu, hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam, sinh hoạt tại chi hội cựu chiến binh tổ dân phố 6, Hội cựu chiến binh phường Châu Sơn, Từ Trần. Chúng tôi, ban chấp hành Hội cựu chiến binh phường Châu Sơn, chi hội cựu chiến binh tổ dân phố 6, cùng đại diện cán bộ cựu chiến binh các chi hội trong toàn phường, thay mặt cho 360 hội viên, xin lời chia buồn sâu sắc cùng gia quyến đồng chí và viếng cũng như tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí Nguyễn Văn Chu sinh ngày 2 tháng 7 năm 1928 tại xã Đông Cúc, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, nay thường trú tại tổ dân phố 6, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí sinh ra trong một gia đình nông dân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Gia đình đồng chí cũng như nhiều gia đình nông dân khác cùng sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Từ tháng 8 năm 1945 đến tháng 10 năm 1945, đồng chí gia nhập Thanh niên Cứu quốc Liên xã. Tháng 10 năm 1945,
đến tháng 9 năm 1946 là thư ký ban chấp hành hội nông hội tại xã. Tháng 9 năm 1946 đến tháng 1 năm 1947 là đội trưởng du kích. Tháng 1 năm 1947 đến tháng 11 năm 1949 là công an bí mật tỉnh Thái Bình. Tháng 11 năm 1949 đến tháng 10 năm 1950 là du kích tập trung chiến đấu vùng tạm chiến. Tháng 10 năm 1950 đến tháng 1 năm 1952, chiến sĩ bộ binh đại đội 88, tiểu đoàn 706, trung đoàn 64. Trong quá trình phấn đấu rèn luyện, ngày 12 tháng 6 năm 1951, đồng chí được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại chi bộ đại đội 14, tiểu đoàn 706, trung đoàn 64, sư đoàn 320. Quá trình công tác ở các đơn vị và khi về công tác tại địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Chu đều đem hết khả năng, năng lực cống hiến cho Tổ quốc, cho Đảng và cho nhân dân. Đồng chí không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh. Khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì, đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc giao phó. Đối với Hội Cựu chiến binh, đồng chí tích cực đóng góp xây dựng hội, luôn gương mẫu đi đầu trong việc phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, giữ gìn tình đoàn kết, tích cực tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí vào Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 1990, quá trình công tác và cống hiến của đồng chí đã được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng 4 huy chương và 3 huy chương chiến sĩ vẻ vang, 1 huân huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho đồng chí. Ngoài ra, đồng chí được nhiều bằng giấy khen khác do các cấp ngành tặng thưởng. Đồng chí do tuổi cao sức yếu, bị bệnh hiểm nghèo, đã được gia đình, bệnh viện hết lòng cứu chữa nhưng không qua khỏi. Đồng chí đã vĩnh biệt chúng ta về cõi vĩnh hằng hồi 15 giờ 55 phút ngày 16 tháng 1 năm 2023, tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần, hưởng thọ 96 tuổi. Đồng chí mất đi để lại cho chúng ta niềm tiếc thương vô hạn, cầu chúc cho linh hồn đồng chí ra đi thanh thản. Xin vĩnh biệt đồng chí và kính chúc đồng chí nôi suy vàng an giấc ngàn thu. Xin trân trọng gửi tới gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc trước sự đau thương mất mát không có gì bù đắp được. Đứng trước linh cữu đồng chí, chúng tôi xin hứa tiếp tục công tác xây dựng hội trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ của hội, xây dựng hội vững mạnh, phát huy tốt truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Để tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Văn Chu, đề nghị các đồng chí để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tôi thay mặt gia đình cảm ơn tất cả trong Hội Cựu chiến binh và xin chân thành và mời mọi người ra uống nước. Cuối cùng được đúng giờ,
ban tổ chức lễ tang và gia đình trân trọng kính báo và đề nghị đoàn nhạc hiếu nổi ba hồi chiêng trống trước khi tổ chức lễ truy điệu. Ban tổ chức kính mời đồng chí Đào Quý Kiều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Châu Sơn, trưởng ban tổ chức lễ tang lên thắp hương kính viếng hương hồn đồng chí Nguyễn Văn Chu. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Văn Chu, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể tăng quyến đồng chí Nguyễn Văn Chu. Đồng chí Nguyễn Văn Chu sinh ngày 2 tháng 7 năm 1928, quê quán xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Thường trú tổ dân phố 6, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố 6, phường Châu Sơn, do tuổi cao, bệnh nặng, đã từ trần. Đảng ủy phường Châu Sơn, căn cứ quy định 184 ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thành ủy Sông Công, quy định về việc tổ chức lễ tang đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã phường Châu Sơn quản lý, căn cứ quy chế hoạt động của Đảng ủy phường Châu Sơn khóa 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Chu, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 70 năm tuổi đảng, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố 6, phường Châu Sơn, do lâm bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình, các thầy thuốc tận tình chăm sóc cứu chữa, anh em họ hàng nội ngoại, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa thăm hỏi động viên, nhưng do sức yếu, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 15 giờ 55 phút ngày 16 tháng 1 năm 2023, tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Đồng chí hưởng thọ 96 tuổi. Được sự biến báo và thống nhất cùng gia đình, Đảng ủy phường Châu Sơn quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Chu theo quy định của Thành ủy Sông Công, quy chế hoạt động của Đảng ủy phường Châu Sơn và quy ước hương ước của tổ dân phố 6, thể hiện sự kính trọng đối với những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Chu cho đảng bộ, cho quê hương và nhân dân trong suốt cuộc đời của đồng chí. Đến dự lễ truy điệu và đưa tang đồng chí Nguyễn Văn Chu, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đào Quý Kiều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng dân phường Châu Sơn, đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Châu Sơn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí đại diện cho Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể phường Châu Sơn, các đồng chí trong Ban lễ tang, đảng viên chi bộ tổ dân phố 6 và nhân dân tổ dân phố, các vị đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị nơi các con cháu đồng chí đang công tác, các gia đình anh em, con cháu nội ngoại, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa của gia đình cùng sự có mặt đông đủ của bà con lối xóm. Sau đây, ban tổ chức xin được thông qua chương trình lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Chu, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 70 năm tuổi đảng. 1. Tuyên bố lý do. 2. Công bố quyết định thành lập ban lễ tang. 3. Đồng chí trưởng ban lễ tang đọc lời điếu. 4. Đại diện gia đình phát biểu cảm ơn. 5. Lễ đưa tang và an táng tại nghĩa trang địa phương. Sau đây, ban tổ chức xin công bố quyết định thành lập ban lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Chu. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ thành phố Sông Công, Đảng ủy phường Châu Sơn số 71 quyết định
thành lập ban lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Chu, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Ban thường vụ quyết định căn cứ vào quy định 184 ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thành ủy Sông Công về việc tổ chức lễ tang đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy, Ban thường vụ Đảng ủy xã phường quản lý. Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ phường Châu Sơn khóa 2, nhiệm kỳ 2020-2025 quyết định điều 1 thành lập ban lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Chu, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố 6 thuộc Đảng bộ phường Châu Sơn, gồm các đồng chí có trên sau: 1. Đồng chí Đào Quý Kiều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng dân, trưởng ban. 2. Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân, phó ban. 3. Đồng chí Ngô Thị Bích, Bí thư chi bộ tổ dân phố 6, phó ban. Đồng chí Hoàng Văn Định, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, ủy viên. Đồng chí Trần Thị Hồng Xuyên, Đảng ủy viên chi hội, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường, ủy viên. Đồng chí Đồng Xuân Đoàn, Đảng ủy viên, cán bộ văn phòng, ủy viên. Đồng chí Dương Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam, ủy viên. Đồng chí Dương Minh Khái, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, ủy viên. Đồng chí Dương Minh Tường, Chủ tịch Hội người cao tuổi, ủy viên. Đồng chí Vũ Văn Bình, Tổ trưởng Tổ dân phố 6, ủy viên. Đồng chí Bùi Thị Ngà, trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố 6, ủy viên. Đồng chí Phan Thế Hiền, chi hội trưởng Hội người cao tuổi Tổ dân phố 6, ủy viên. Đồng chí Dương Văn Vững, chi hội trưởng Hội cựu chiến binh Tổ dân phố 6, ủy viên. Đồng chí Vũ Thị Thu Huyền, chi hội trưởng Hội phụ nữ Tổ dân phố 6, ủy viên. Ông Nguyễn Thái Sơn, đại diện gia đình. Điều 2, ban tổ chức lễ tang có nhiệm vụ tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Chu theo quy định số 184 của Thành ủy Sông Công, quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ phường Châu Sơn về tổ chức lễ tang cho các đồng chí đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng theo quy định và quy ước của tổ dân phố, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, nhiệm vụ của các phó ban và các đồng chí ủy viên do trưởng ban phân công. Điều 3, văn phòng Đảng ủy phường Châu Sơn và các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Đảng ủy, Bí thư Đào Văn Thép. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức kính mời đồng chí Đào Quý Kiều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng dân phường Châu Sơn, trưởng ban lễ tang lên đọc lời điếu. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Văn Chu, thưa gia đình tang chủ, thưa toàn thưa ban toàn thể lễ tang. Hôm nay trong niềm thương tiếc vô hạn, Ban chấp hành Đảng bộ phường Châu Sơn, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Hội nạn nhân chất độc da cam, cán bộ và nhân dân tổ dân phố 6 phường Châu Sơn cùng gia đình bên nội, bên ngoại, gia đình trong gia, bạn bè, thân bằng cố hữu gần xa, gia đình tăng quyến đồng chí Nguyễn Văn Chu tổ chức trọng thể lễ tiễn đưa đồng chí Nguyễn Văn Chu về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí Nguyễn Văn Chu sinh ngày 2 tháng 7 năm 1928 tại xã Đông Cạc, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, thường trú tại tổ dân phố 6, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí sinh ra trong một gia đình nông dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Gia đình đồng chí cũng như nhiều gia đình nông dân khác cùng sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Lúc còn nhỏ được gia đình nuôi ăn học. Từ tháng 8 năm 1945 đến tháng 10 năm 1945 là thanh niên cứu quốc liên xã. Tháng 10 năm 1945 đến tháng 9 năm 1946 là thư ký ban chấp hành nông hội tại xã. Tháng 9 năm 1946 đến tháng 1 năm 1947 là đội trưởng du kích. Từ tháng 1 năm 1947 đến tháng 11 năm 1949 là công an bí mật tại tỉnh Thái Bình. Tháng 11 năm 1949 đến tháng 10 năm 1950 là du kích tập trung chiến đấu tại vùng trạm chính cục bộ. Tháng 10 năm 1950 đến tháng 1 năm 1952 là chiến sĩ bộ binh đại đội 88 tiểu đoàn 706 trung đoàn 64. Trong quá trình phấn đấu và rèn luyện, ngày 12 tháng 6 năm 1951, đồng chí được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại chi bộ đại đội 14 tiểu đoàn 706 trung đoàn 64 nữ đoàn 320. Từ tháng 1 năm 1952 đến tháng 7 năm 1952 là tiểu đội phó phòng công 127, tiểu đoàn 127, lữ đoàn 320. Từ tháng 7 năm 1952 đến tháng 12 năm 1952, học viện trường quân sự, quân đoàn 320.
từ tháng 12 năm 1952 đến tháng 4 năm 1954, trung đội phó, trung đội trưởng đại đội 294 tiểu đoàn 32 sư đoàn 320. Từ tháng 4 năm 1954 đến tháng 7 năm 1954, bổ túc tại đại đội trưởng đại đội trưởng sư đoàn 320. Tháng 7 năm 1954 đến tháng 4 năm 1956, học viên khóa 9 trường sĩ quan lục quân. Từ tháng 4 năm 1956 đến tháng 6 năm 1964, giáo viên bộ binh khóa 10 trường sĩ quan lục quân, cán bộ tiểu đoàn 5, đào tạo cán bộ đại đội nghiên cứu chiến lược ABC. Tháng 6 năm 1964 đến tháng 11 năm 1964, thực tập tham mưu trưởng trung đoàn 42, lữ đoàn 350. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 8 năm 1966, trợ lý quân sự, giáo viên quân sự, phòng quân, võ quân lục quân. Tháng 8 năm 1966 đến tháng 6 năm 1967, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 5, đào tạo cán bộ đại đội, trường sĩ quan lục quân. Tháng 6 năm 1967 đến tháng 11 năm 1968, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 64, bí thư đoàn ủy quân khu Việt Bắc. Từ tháng 12 năm 1968 đến tháng 4 năm 1970, trợ lý quân huấn quân khu Việt Bắc. Từ tháng 5 năm 1970 đến tháng 3 năm 1971, học viện tham mưu khóa 14, học viện quân sự. Tháng 3 năm 1971 đến tháng 5 năm 1974, phó bí thư chi bộ, phó phòng quân huấn quân khu Việt Bắc. Tháng 5 năm 1974 đến tháng 10 năm 1975, gia đình khó khăn, đồng chí xin nghỉ hưu và chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ xã Cải Đan, huyện Phú Yên. Tháng 1 năm 1975 đến tháng 12 năm 1979, chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ xã Ba Xuyên. Năm 1980 đến năm 1981 là chủ nhiệm hợp tác xã Cát Sỏi. Năm 2002 đến năm 2003 là bí thư chi bộ tổ dân phố 6 Đảng bộ phường Lương Châu. Năm 2004 đến nay đồng chí sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố 6 phường Châu Sơn. Trong quá trình công tác ở các đơn vị và khi công tác tại địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Chu đều đem hết khả năng và năng lực công tác cho Tổ quốc, cho Đảng, cho nhân dân. Đồng chí không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh. Khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì, đồng chí đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và tổ chức giao phó. Đối với Đảng, đồng chí là người đảng viên gương mẫu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong sinh hoạt Đảng, đồng chí nhiệt tình tham gia các phong trào xây dựng nghị quyết của chi bộ, của Đảng bộ, xây dựng và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đồng chí tận tình dìu dắt, động viên, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ phấn đấu và công tác. Ngoài ra, đồng chí còn là hội viên Hội Người Cựu Chiến binh, Hội Người Cao Tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam, luôn sẵn sàng giúp đỡ hội viên trong hội, luôn chấp hành các mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí luôn dành tình cảm, yêu thương, bảo ban con cháu về tinh thần lao động, tăng gia sản xuất, về đức tính, trong sáng và giàu lòng nhân ái. Đối với gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, cùng vợ chia sẻ gánh vác những khó khăn, hy sinh vì vợ, vì con, hết mực yêu thương, dạy bảo con cháu của đồng chí. Đồng chí sinh thành được 6 người con, đồng chí có 19 cháu nội ngoại, 15 chắt. Các con, các cháu của đồng chí đều tham gia vào lao động, sản xuất, là những công nhân, công dân tiêu biểu của phường và các đơn vị nơi các con của đồng chí công tác. Trong quá trình công tác và công hiến của đồng chí đối với Đảng và nhà nước, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được nhận nhiều bằng khen và huân chương. Ngày 2 tháng 9 năm 2020, đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý do Đảng Cộng sản Việt Nam trao tặng. Khi gặp bệnh trọng, mặc dù đã được các con, các cháu chạy chữa, nhưng do sức yếu và theo quy luật tạo hóa, đồng chí đã vĩnh biệt chúng ta về cõi vĩnh hằng. Hồi 15 giờ 55 phút ngày 16 tháng 1 năm 2023, tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần, hưởng thọ 96 tuổi. Đồng chí mất đi, Đảng bộ phường Châu Sơn mất đi một người đảng viên 50 năm tuổi Đảng kiên trung, gương mẫu, hội viên Hội Cựu Chiến binh, Hội Người Cao Tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam của phường Châu Sơn, mất đi một hội viên tiêu biểu tích cực tổ dân phố 6, mất đi một người công dân gương mẫu, hàng xóm láng giềng, mất đi một người tri kỷ, tri ân. Đặc biệt là đối với gia đình đồng chí đã mất đi một người chồng, người cha, người ông, cả cuộc đời hết lòng vì vợ, vì con, vì cháu.
chúng ta mất đi một người giàu lòng đức tính hy sinh và nhỏ lòng nhân ái, để lại một khoảng trống vô hạn. Nỗi buồn này không gì bù đắp nổi. Các gia đình thông gia mất đi một người thông gia tâm đầu ý hợp. Từ nay trở đi, chúng ta không còn gặp đồng chí Nguyễn Văn Chu, tổ dân phố 6 không còn gặp ông Chu có lối sống chân thực giản dị, chỉ còn lại trong ký ức của chúng ta người đảng viên gương mẫu, người công dân tiêu biểu tích cực trong lao động sản xuất được mọi người quý mến và nể trọng. Với 96 tuổi đời, 70 năm tuổi đảng, đồng chí Nguyễn Văn Chu đã có những công hiến trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc. Cuộc đời của đồng chí là tấm gương sáng để đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Châu Sơn kính trọng và phấn đấu noi theo. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Văn Chu, hôm nay Ban chấp hành đảng bộ phường Châu Sơn cùng các cơ quan, ban ngành có liên quan về tại đây thương tiếc tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi nguyện một lòng cùng toàn đảng bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân phường Châu Sơn hứa đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tiếp tục thực hiện theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, tiếp tục lãnh đạo đảng bộ và nhân dân phường Châu Sơn thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, xã hội văn minh. Xin trân trọng gửi tới gia quyến đồng chí Nguyễn Văn Chu lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin kính cẩn nghiêng mình thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Văn Chu, người đồng chí, người đảng viên tiêu biểu của đảng bộ, người công dân tiêu biểu của phường Châu Sơn chúng ta. Cầu chúc cho đồng chí an nghỉ yên giấc ngàn thu nơi vĩnh hằng. Trước khi tiễn biệt, đồng chí đề nghị toàn thể lễ tang dành một phút mặc niệm vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Văn Chu, người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Phút mặc niệm bắt đầu. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời đại diện gia đình tăng quyến có lời phát biểu cảm ơn. Lời cảm ơn. Kính thưa ban lễ tang, kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh em nội ngoại, bà con lối xóm. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố. Bố tôi là Nguyễn Văn Chu, sinh ngày 2 tháng 7 năm 1928 tại xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Do tuổi cao, bệnh nặng, sức yếu, mặc dù đã được các bác sĩ cùng con cháu chạy chữa chăm sóc, bà con lối xóm, anh em, bạn bè thăm hỏi động viên, nhưng do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào hồi 15 giờ 55 phút ngày 16 tháng 1 năm 2023, tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần, hưởng thọ 96 tuổi. Được tin bố tôi từ trần về với tiên tổ, các tập thể cá nhân, các gia đình thông gia, anh em nội ngoại, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa của gia đình đã đến động viên thăm hỏi, thắp hương, đặt vòng hoa kính viếng hương hồn bố tôi và chia buồn cùng gia đình. Trong lúc tăng gia bối rối, thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn. xin chân thành cảm ơn anh em nội ngoại, hàng xóm láng giềng, bạn bè. Sau khi đưa bố tôi ra nơi an nghỉ cuối cùng, được mộ yên mà đẹp, thay mặt gia đình xin kính mời toàn thể các vị đại biểu, các ban ngành, gia đình thông gia, anh em nội ngoại, bà con lối xóm, thân bằng cố hữu về tại gia đình uống nước, dùng cơm, dùng bữa cơm nhạt, chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể tăng quyến, sau một thời gian làm việc với tinh thần trang nghiêm và long trọng, tỏ lòng kính trọng ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Chu, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố 6, phường Châu Sơn. Với lòng thước tiêng vô hạn của anh em, con cháu, gia đình của Đảng bộ, chính quyền địa phương và bạn bè thân bằng cố hữu gần xa của đồng chí, sau khi đồng chí từ trần, ban tổ chức lễ tang và gia đình đã biến báo và nhận được những tình cảm thương tiếc của các cơ quan, đơn vị, các gia đình thông gia, anh em con cháu bên nội bên ngoại, các tổ chức cá nhân đã đến viếng về dự lễ tang của đồng chí Nguyễn Văn Chu và chia buồn sâu sắc cùng gia quyến đồng chí. Kính thưa toàn thể lễ tang, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Chu đến đây là kết thúc. Trong suốt quá trình tổ chức lễ tang cho đồng chí Nguyễn Văn Chu có điều gì sơ suất, ban tổ chức lễ tang và gia đình mong được lượng thứ. Sau đây, kính mời các đồng chí trong ban lễ tang, đảng viên chi bộ tổ dân phố 6, hội viên hội cựu chiến binh phường Châu Sơn, các anh em, con cháu và các đồng chí được phân công nhiệm vụ vào đưa linh cữu đồng chí Nguyễn Văn Chu về nơi an nghỉ cuối cùng.